như giấc mơ. Là khi lâu đài Sion được chính Đức Giê-hô-va dẫn đưa về quê. Thật như giấc mơ. Là khi lâu đài Sion được chính Đức Giê-hô-va dẫn đưa về nhà. Vui hát lên đi, là lúc lâu đài Sion với chính Đức Giê-hô-va dẫn đưa về quê. Vui hát lên đi, là lúc lâu đài Sion với chính Đức Giê-hô-va dẫn đưa về nhà. Thật như giấc mơ. Là khi lâu đài Sion được chính Đức Giê-hô-va dẫn đưa về quê. Thật như giấc mơ. Là khi lâu đài Sion được chính Đức Giê-hô-va dẫn đưa về nhà. Hallelujah, 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 được chính Đức Giê-hô-va dẫn đưa về nhà. Như giấc mơ, là khi dân Việt chúng ta được Chúa cứu thế Giê-xu dẫn đưa về cha. Thật như giấc mơ, là khi dân Việt chúng ta được Chúa cứu thế Giê-xu dẫn đưa về Ngài. Vui hát lên đi, là lúc cả Việt Nam ta với Chúa cứu thế Giê-xu dẫn đưa về cha. Vui hát lên đi, là lúc cả Việt Nam ta với Chúa cứu thế Giê-xu dẫn đưa về Ngài. Thật như giấc mơ. Là khi dân Việt chúng ta được Chúa cứu thế Giê-xu dẫn đưa về cha. Thật như giấc mơ. Là khi dân Việt chúng ta được Chúa cứu thế Giê-xu dẫn đưa về Ngài. Hallelujah, 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 được Chúa cứu thế Giê-xu dẫn đưa về Ngài. Như giấc mơ, là khi lâu đài Sion được chính Đức Giê-hô-va dẫn đưa về quê. Thật như giấc mơ, là khi lâu đài Sion được chính Đức Giê-hô-va dẫn đưa về nhà. Hallelujah, 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 được chính Đức Giê-hô-va dẫn đưa về nhà.